chào mọi người! Và ngày hôm nay Tôm sẽ dẫn các bạn đến thăm nhà bác Thọ, chủ canh hương vị quê hương được bao nhiêu người yêu quý. Nhìn cảnh quê bình yên thích không này? À, bác đây rồi! May mắn là bác có nhà, mình còn đến ngay đúng lúc bác đang làm đồ ăn nữa chứ. Quả này lại được ăn ké rồi đây. Trong lúc đợi bác chế biến, mình sẽ đi khám phá một vòng nhá. Hồ câu rộng mênh mông, bác mà mở dịch vụ câu cá ở đây thì khách có mà đến nườm nượp rồi lại phát thành đại gia chứ. Bác ở một mình mà chăm nhiều gà vịt quá, đã thế mình phải tích cực xuống chơi mới được đấy. Mới nói thế thôi mà mấy con gà nó đã lừa mình rồi đấy. Ai chả, cả một vườn cây ăn quả với bao nhiêu là loại khác nhau luôn. Riêng khế là phải hơn chục cây rồi đấy. Và cuối cùng giây phút mình chờ đợi nhất cũng đã đến rồi. Món cá chép ôm dưa của bác thơm phức khiến mình không thể chịu đựng nổi nữa. Wow, ngon quá. Bác còn tình cảm gắp cho mình luôn đấy. Có bạn nào mà muốn ăn ngon thì hãy xuống chơi với bác Thọ ngay đi nhá. Thế nhá. Mọi người muốn Tôm La Cà đến địa điểm nào thì hãy comment ở dưới nha. Ê, nhớ đăng ký kênh nữa nhá. Đi ăn, đi check in nhiều rồi. Hôm nay Tôm dẫn mọi người đi tham quan di tích lịch sử nha. Quốc Tử Giám, trường đại học đầu tiên của Việt Nam. Trước hết là bốn cây cột trụ gọi là nghi môn, phải cao gấp 4 đến 5 lần Tôm ấy nhỉ. Muốn vào tham quan là phải mua vé đó nha. Vé cho người lớn là 30k một vé. Đi qua cổng Tam Quan Văn Miếu cũng được gọi là cổng soát vé luôn. Cái khu nhiều cây cổ thụ này được gọi là khu nhập đạo nhá. Đi dọc theo đường thần đạo sẽ đến được cổng Đại Trung. Đây rồi, biểu tượng của Hà Nội đây rồi. Khuê Văn Các sừng sững soi bóng xuống giếng Thiên Quang. Và đến trong này rồi, không thể không ghé thăm các bia tiến sĩ đặt trên lưng những con rùa đá được. Các sĩ tử muốn cầu may cho kỳ thi sắp đến thì đến chiêm ngưỡng thôi nha, chứ đừng vượt qua hàng rào để sờ đầu những chú rùa nhá. Qua hết dãy bia tiến sĩ sẽ đến khu kiến trúc trung tâm của Văn Miếu luôn. Trước đây là nơi dạy học, ngày nay là nơi thờ cúng và khu làm việc. Bạn có thể ghé qua các gian trưng bày chuyên về khoa văn giáo Việt Nam luôn. Đặc biệt mỗi dịp Tết đến xuân về, đã vào Văn Miếu thì không thể nào mà quên xin chữ thầy đồ, lấy may cho cả một năm bình an, công thành danh toại nha. Thôi, hẹn gặp mọi người trong video lần tới nha. Chào mừng các bạn đến với phố Lụa, làng nghề truyền thống dệt lụa hàng nghìn năm tại Hà Nội nha. Để xem khu này có gì đặc biệt nào. Chà chà, bước tới cổng Tôm đã thấy trang trí rất là hoành tráng rồi, giống như đi lạc vào thế giới sắc màu vậy. Đến đây rồi thì các bạn nhất định phải ghé thăm chùa Vạn Phúc nhá. Tôm đặc biệt rất là thích đến những nơi bình yên như thế này vì nó giữ được nét cổ kính của làng quê xưa với hình ảnh cây đa cổ thụ, giếng nước sân đình trông rất là gần gũi. Tôm sẽ cùng lưu lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp tại nơi này để làm kỷ niệm đã nhá. Tiếp đến, Tôm sẽ vào trong khu giới thiệu. Nơi này trưng bày một mô hình khung dệt lụa có từ đầu thế kỷ 19, cũng là công cụ đem lại sự phồn vinh của làng nghề Vạn Phúc suốt bao nhiêu thế kỷ qua. Nó là gỗ nhưng mà không tầm thường đâu nha. Đắm mình vào những sắc màu tươi rói rói của lụa với đủ thứ mặt hàng đa dạng luôn. Như quần áo này, ví này, túi sách này, khăn gối nữa này. Tôm quyết định mua ngay một chiếc ví về tặng bà chị để nịnh xin thêm tiền. Đến thật là nhiều nơi review, nhiều địa điểm vui chơi tham quan du lịch cho các bạn nha. Ở Hà Nội, du lịch tại điểm nào vừa đẹp, hoang sơ, truyền thống lại không có khối một thành phố. Làng gốm Bát Tràng. Làng gốm Bát Tràng nằm ở tả ngạn sông Hồng, nay thuộc xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Làng được hình thành từ thời Lý, trải qua bao thăng trầm của lịch sử, cái tên Bát Tràng vẫn tồn tại và ngày càng phát triển cho đến tận bây giờ. Trải nghiệm làm gốm là một trong những điều thú vị nhất ở Bát Tràng, nhờ sự hướng dẫn tận tình của người dân mà mỗi du khách đều có thể tự làm nên những tác phẩm gốm sứ cho riêng mình như thế này. Làng gốm, nhưng không chỉ có gốm, du lịch tâm linh và ẩm thực cũng là thứ không thể bỏ qua khi tới nơi đây. Bát Tràng là sự kết hợp tuyệt vời giữa mộc mạc của làng cổ cộng với đời sống sản xuất nhộn nhịp để phát triển nét tinh hoa truyền thống. Cảnh vật mây nước hữu tình y như lạc vào một bức tranh thủy mặc. Uống chung một chén Bát Tràng rồi mai em có sang ngang cũng đành, áo hồng men ngọc tóc xanh, dòng sông quê vẫn long lanh mộng vàng, ước gì anh lấy được nàng để anh mua gạch Bát Tràng về xây. Nếu như có cơ hội được du lịch Hà Nội thì nhớ đừng bỏ qua làng gốm Bát Tràng nhé. Chắc chắn bạn sẽ có một trải nghiệm cực kỳ thú vị và khác lạ tại đây đấy. Lại tiếp tục với series móc sạch ví đi ăn chơi nhá. Nếu như các bạn nghĩ rằng các tụ điểm ăn chơi chỉ có những con phố lớn thì đã nhầm to rồi đấy. Tôm sẽ dẫn các bạn sang Long Biên vào nhà hàng Xuân Quế. Mới vào đến sân thôi mà đã thấy cả một bầu trời hoa lan rồi. Cảnh trong đây thì đúng kiểu như đi du lịch sinh thái ấy. Khu nhà hàng, khu hồ câu, khu vui chơi trẻ em, chỗ nào cũng có thể check in được. Đã đến đây rồi thì không thể bỏ qua trải nghiệm câu cá được. Sau một lúc thả cần thì may mắn là Tôm cũng câu được một con to rồi đây. Điều đặc biệt là nhà hàng này sẽ dùng chính con cá mà mình câu được để chế biến thành đồ ăn cho mình. Trong lúc đợi chờ thì chúng ta đi tranh thủ check in tí nha. Đồ ăn ra rồi, một con cá nhỏ thôi nhưng có thể làm thành hai món nướng và lẩu. Ngoài ra Tôm có gọi thêm nộm và chả cá. Món chả cá là đặc sản rất nổi tiếng ở đây. Bật mí một chút về giá nhá, là mỗi người khi đến đây ăn chơi thư giãn thỏa thích cũng chỉ mất có vài trăm nghìn mà thôi, rẻ hơn rất nhiều so với mình suy nghĩ đấy. Ok thế nhá. Mọi người muốn Tôm La Cà đến địa điểm nào thì hãy comment ở dưới nha. Ê, nhớ đăng ký kênh nữa nhá. Đã đến Tam Đảo chơi mà bỏ qua phần du lịch tâm linh thì quả là thiếu sót lớn. Tôm sẽ dẫn các bạn đi thăm đền Bà Chúa Thượng Ngàn. Để lên đến đỉnh đền thì mình cần phải leo cầu thang và băng qua một rừng trúc. Ôi, rừng trúc đẹp tuyệt vời luôn các bạn ạ. Những cái cảnh như thế này thì thường là từ bé đến giờ mình chỉ được xem qua trên những bộ phim chưởng của Trung Quốc thôi. Vào đến đền, việc đầu tiên mình làm đó chính là đi đặt lễ để xin các thánh ban lộc cho. Xin lộc xong rồi thì mình cùng đi lòng vòng để vãn cảnh nhá.
Wow, quá đẹp. Nhìn đền chùa của Việt Nam thì có kém cạnh đất nước nào đâu nhở. Ở giữa đền là nơi đặt tượng của bà Quốc Mẫu và các chư vị thánh thần canh giữ. Vào đến đây là cảm nhận được ngay sự thanh tịnh và linh thiêng. Bây giờ chúng ta cần đi tiếp trên những bậc thang bằng đá xanh để đi lên chùa vàng ở trên đỉnh. Đứng ở trên chùa vàng rồi thì sẽ khẳng định ngay nơi đây là nơi tuyệt vời nhất để ngắm cảnh. Từ trên đây có thể nhìn xuống được toàn cảnh núi rừng hùng vĩ và vẻ đẹp nên thơ của nơi đây. Nếu như có cơ hội ở chơi dài ngày thì chắc chắn sẽ còn khám phá được rất nhiều điều hay hơn nữa đấy. Bây giờ thì bye bye mọi người nhá. Thế nhá. Mọi người muốn Tôm La Cà đến địa điểm nào thì hãy comment ở dưới nha. Ê, nhớ đăng ký kênh nữa nhá. Hello. Hôm nay Tôm đang có mặt tại cổng trường trung học cơ sở Thành Công đến thăm quán ăn vặt của cụ bà Lưng Còng. Nói là quán chứ thực ra là bà bán ở lề đường nhá. Chiều nào bà cũng bán ở chỗ này luôn. Ở quán bán rất là nhiều đồ như nem chua, tôm phô mai, chả bò viên, cá viên, tôm viên, các kiểu con đà điểu luôn. Nhưng mình chỉ chọn hai món là nem và phô mai viên thôi vì sợ không ăn hết. Nhìn người bà nhỏ thó, lưng thì còng hết rồi nhưng bà làm đồ ăn vẫn rất là nhanh luôn. Tài bà cũng vẫn còn rõ nữa. Mà bà không phải bán một mình đâu, có một chú bán phụ bà nữa nha. Sau một hồi chờ đợi thì đồ của Tôm đã được rồi. Ngay bên cạnh quán có một chị trà đá rất dễ thương nên anh em hãy gọi một cốc trà uống để ăn cho đỡ ngấy nhá. Để nói thật thì mấy kiểu đồ chiên này thì ở đâu cũng vậy, na ná hương vị như nhau mà thôi. Quan trọng là đến đây để ủng hộ cho bà. Lúc mình ra trả tiền muốn cho thêm bà nhưng bà nhất quyết không lấy, còn giảm cho mình 5k nữa các bạn ạ. Dễ thương hết sức luôn ý. Vậy nhá, nhớ đến đây ủng hộ bà đấy. Mọi người muốn Tôm La Cà đến địa điểm nào thì hãy comment ở dưới nha. Ê, nhớ đăng ký kênh nữa nhá. Chào mừng các bạn đến với phố Triều Khúc. Mà cụ thể hơn là đình Triều Khúc. Nếu bạn là sinh viên hoặc đang sinh sống và làm việc ở Hà Đông thì chắc chắn đã từng đến đây một lần rồi. Mỗi năm, ngoài dịp lễ hội lớn ra thì đình Triều Khúc còn được coi là nơi thiên đường ẩm thực đồ ăn vặt. Một dãy đồ ăn ngon với món gì cũng có. Nếu xác định đến đây chơi thì hãy chuẩn bị cho mình một cái bụng thật đói nhá, để có thể ăn được càng nhiều thứ càng tốt. Ngon bổ rẻ mà giá lại sinh viên nên đình Triều Khúc lúc nào cũng nhộn nhịp. Nhất là vào buổi tối, các cặp đôi và nhóm bạn thường ra đây để chim chuột. À nhầm, để uống nước tâm sự. Tiếp đến xét về view nhá. Chỗ này có nhiều góc check in rất là đẹp, kiểu cổ kính vintage. Đã đến đây để ăn rồi mà không mang về cho mình một bộ ảnh thì đúng là một thiếu sót rất lớn đấy. Thế nhá. Mọi người muốn Tôm La Cà đến địa điểm nào thì hãy comment ở dưới nha. Ê, nhớ đăng ký kênh nữa nhá. Chào mừng các bạn đến với con phố Hàng Mã. Vào những dịp lễ mà nhất là Tết đến xuân về, người dân khắp nơi lại đổ về con phố này như là một nét văn hóa truyền thống vậy. Ngày xưa, con phố này nổi tiếng với nghề làm đồ vàng mã để dùng trong việc cúng lễ và đồ trang trí làm bằng giấy. Thứ thu hút khách tham quan chính là kiến trúc phố cổ vẫn được gìn giữ và sự lung linh lộng lẫy của hàng nghìn mặt hàng được bày bán ở đây. Nếu ai là người thích sự yên tĩnh thì con phố này hoàn toàn không phù hợp với bạn, vì khi đến đây bạn sẽ phải chen chúc vào dòng người đông như kiến vậy. Đã ra đến phố Hàng Mã rồi thì không thể không mua gì làm quà lưu niệm được. Nhân tiện Tôm đã mua lấy một ít lì xì để dùng cho mấy hôm Tết luôn. Quan trọng là đến đây còn để chụp ảnh nữa. Phải tranh thủ làm cho mình một bộ ảnh thật xịn mới được. Nhưng lưu ý nha, nếu như bạn đứng ở cửa hàng nào đấy quá lâu mà không mua gì thì sẽ bị mắng đấy. Còn nữa, giữa phố có một quán cà phê nhỏ cho các bạn mỏi chân thì sẽ vào đây nghỉ ngơi nha. Đó, chỉ có vậy thôi nha. Mọi người muốn Tôm La Cà đến địa điểm nào thì hãy comment ở dưới nha. Ê, nhớ đăng ký kênh nữa nhá.